ơi, chị rất vui khi đến bữa tiệc này, là bữa tiệc kiểu rất là ấm cúng. Thì là tập hợp được tất cả các bạn mà đi du học ở Singapore để có dịp kiểu như gặp gỡ, trao đổi với nhau. Cái bữa tiệc ngày hôm nay không chỉ là dành cho tri ân của anh ấy, nhưng mà cũng là một cái cầu nối để kết nối những cái bạn mà sắp đi học tới đây. Như em á, thì em lớn thì có thể là em có thể tự lập được, em có thể sống được, nhưng mà với một cái bạn mà ở khoảng độ tuổi 17-18, bạn chưa xa gia đình bao giờ, thì đây thực sự là một cái buổi em nghĩ là rất là có ý nghĩa với các bạn, để các bạn có thể kết nối lại với nhau lần thứ nhất. Thứ hai là cũng gửi lời tri ân đến ba mẹ, mà chị biết rồi, văn hóa của người Việt Nam mình thì đôi khi mình rất là ngại nói ra lời cảm ơn, nhưng mà đây cũng là một cái dịp để ba mẹ và con cái ngồi xích lại gần nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, để sắp tới mình có gọi là không có sống chung với nhau ở một cái khoảng cách địa lý, nhưng mà có một cái khoảng cách địa lý, nhưng mà mình vẫn rất là gần nhau. Em thấy nó rất là ý nghĩa và cũng cảm ơn anh ấy rất là nhiều. Tổ chức rất là chu đáo, rất là mỗi cái chi tiết được sắp xếp tỉ mỉ, làm cho người tham dự cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng và được chăm sóc rất là tốt. Nói chung là vui với lại cảm động, với lại có nhiều thông tin bổ ích. Đến với cái buổi tiệc mà để mà tri ân mà học sinh cũng như là phụ huynh học sinh buổi hôm nay, thì tôi thấy cảm thấy một cái không khí rất là ấm cúng, và Inet đã chia sẻ được rất là nhiều điều thú vị trong cái vấn đề cái buổi tiệc ngày hôm nay. Qua cái buổi tiệc ngày hôm nay thì tôi cảm thấy nó lại là càng yên tâm hơn nữa để tôi gửi con tôi cho Inet để mà đi du học ở nước ngoài. Chị thấy là các bạn tư vấn nhiệt tình, chu đáo. Nói chung là hướng dẫn con gái chị là từng chi tiết một. Cho nên là bé mà đạt được học bổng 95% thì chị cũng nghĩ là một phần cũng là do Inex giới thiệu rồi tư vấn rất là tốt. Chị cảm ơn rất là nhiều. Là cái tiệc tri ân này nó được tổ chức long trọng, và các bạn ở công ty cũng trân trọng phụ huynh đến như vậy, thì mình rất là cảm ơn có buổi tri ân hôm nay. Thật ra tại mình rất là cảm động, nhưng mình không dám khóc, cũng ngại, cho nên là cũng rất là cảm ơn công ty. Dạ, nói thật thì lần đầu tiên là em tìm đến một cái trung tâm du học thì em cảm thấy rất là hài lòng và rất là đáp ứng được hết mọi những cái thắc mắc của em, và những cái thật sự rất là tường tận luôn những cái câu hỏi, những cái lo lắng từ trong nhỏ nhất của em, ví dụ như là về bạn bè này nọ. Khi mà em đi du học quốc tế thì Miss Hạnh đều giải đáp rất là tường tận cho em, và em cũng cảm thấy rất là perfect về trung tâm du học Inet. Mọi người tạo cho mình một cái cơ hội để mà mình có thể tri ân đối với các bậc phụ huynh, và cũng như là cái dịp để gặp gỡ các bạn mới. Chu đáo, ân cần, thân thiện. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Dạ, rất chuyên nghiệp. Nhiệt tình, chu đáo. Dạ, là thân thiện, chu đáo, hiệu quả. Đặt trọn niềm tin. Tôi yêu bạn. Hãy like, share, và nếu muốn biết thêm thông tin, hãy bấm subscribe và nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.